Xin chào mọi người, em quay cho mọi người cây tuyết sơn phi hồng đấy ạ. Tuyết sơn phi hồng, nó là tuyết sơn phi hồng nhưng không phải hoa của nó màu hồng, mà hoa của nó là màu tím nhé các anh nhá. Tuyết sơn phi hồng hoa màu tím rất là đẹp này. Hoa của nó nếu mà để đơn bông thì hoa là cánh nó mỏng manh, nhìn rất là nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà nhiều bông nó kết hợp lại thành một. Nhiều bông nó kết hợp lại thì nó lại tạo lên một cái hiệu ứng rất là đẹp. Cây này là chưa nở hết đâu. Nếu mà ngày nào rộ hoa ấy, thì mọi người nhìn trên cây ấy, nó sẽ tím một màu. Ta nhìn sẽ không nhìn thấy cái màu lá của cây mà chỉ nhìn thấy màu tím của hoa thôi. Thì nó mới đạt vào độ rộ hoa. Còn bọn này mới đang là lắc bát đắc bói thôi. Bọn này mới là đang lắc đắc bói này. Khi mà quay lên nó vẫn chưa bắt mắt. Hàng cây tuyết sơn phi hồng này nó phải bắt mắt khi mà nó nở rộ hoa cùng một ngày hết. Lá của cây tuyết sơn phi hồng nó gần như cái lá của cây, như kiểu cái lá của cây bèo ấy, bèo tây ấy. Ông Tuân thì ông bảo giống lá của cây cúc tần, nhưng mình thì lại thấy giống lá của cây bèo. Đặc điểm của lá của nó là lá màu xanh mà bên trên nó phủ một cái lớp lớp nhung ấy, cái lớp nông như kiểu nhung ấy nhá, nó rất là mịn màng. Tuyết sơn phi hồng, thằng tuyết sơn phi hồng này thì em đang bán với giá là 1.5 triệu một cây nha các bác nhá. 1.5 triệu một cây ạ. Vanh gốc của nó là vanh 12. Vanh gốc là vanh 12, thoát thân 40, 50, 60 tùy từng cây. Vanh gốc vanh 12, thoát thân 40, 50, 60. Và cao cây, cao chiều cao cả cây nó sẽ rơi vào khoảng 1m8 chưa tính bầu. 1m8 chưa tính bầu, nó tính cả bầu đất thì nó hơn 2m nha mọi người nhá. Cây rất là đẹp luôn. Bác nào quan tâm cây này thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210. Em có tổng cộng là 200 cây cái vườn này. Tán to sum dày đẹp nhé các bác nhá. Tán to sum dày đẹp. Ai ưng cây này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi vào Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Tuyết sơn phi hồng. Ngày hôm nay nhà có cỗ đấy, nát phải đi ăn cỗ đấy, nhưng mà tranh thủ ra vườn bởi vì nó đang lác đác nở hoa rồi. Mấy hôm trước em quay là cây nó chưa ra hoa nên là quay là khách không biết là mặt hoa nó như nào để mà mua, nên là hôm nay bảo là nó lác đác ra hoa rồi thì mình ra mình quay thì khách hàng mới hình dung ra cái hoa nó như thế nào. Đây chỉ là hoa bói, nhưng mà nếu mà nó ra hoa vào ngày rộ hoa của nó thì trên cây nó sẽ tím một màu, nó sẽ rực rỡ màu tím, nó sẽ không nhìn thấy màu lá, màu của lá luôn. Và thằng này em đang bán với giá rất là hợp lý luôn, giá chỉ 1.5 triệu. Cây này cách đây khoảng 5 đến 6 năm tại cây cảnh Thăng Long là người ta bán một cây to như này là bán 20 triệu. Đến cách đây 5-6 năm, lúc mà cái thằng này nó mới về thị trường Việt Nam ấy thì nó hiếm. Thằng này còn là có nguồn gốc từ Mexico nha các bác nhá, từ Mexico. Nhưng mà kiểu mấy năm nay thì nó cũng đã rẻ đi nhiều. Năm ngoái một cây này em bán sỉ là 2 triệu, còn bán lẻ em đều bán tầm 3 triệu. Bán sỉ đều 2 triệu, 2,5 triệu một cây. Còn năm nay thì là bán lẻ là có 1,5 triệu thôi, tức là giá nó thành nó đã rẻ đi được rất nhiều. Tại sao giá nó rẻ đi là nông dân mình bây giờ tự nhân giống ra, không phải nhập giống từ bên nước ngoài ấy. Khi mà cây nó mới vào thị trường Việt Nam thì mình phải nhập cây to từ nước ngoài này về nhập vật mà không tự nhân giống được thì đương nhiên là giá thành nó sẽ cao. Bây giờ mình tự nhân giống rồi, mình không phụ thuộc nguồn cung bên kia nữa thì giá thành cây nó đã hạ đi rất là nhiều. Cây này có dâm được không? Có dâm được, nhưng mà nó chậm lớn anh ơi. Cây này nó là dòng chậm lớn. Đặc tính của cây này rất là hay nhá. Để mà nuôi được cây này từ một cây dâm, từ một cây dâm hoặc chiết cành, từ một cây nhỏ nuôi được lên một cái cây mà để bán được 200k thì nó mất phải, nuôi từ một cây giống để bán được thành một cây 200k nó mất phải 3 đến 4 năm. 3 đến 4 năm thì mới được cây như thế. Nó nuôi từ lúc bé rất chậm lớn, nhưng mà khi nó đã lớn được thành cái cây mà bán khoảng 200k rồi thì nuôi thành một cái cây to này nó lại nhanh hơn nhá, lại nhanh hơn nhiều. Tức là cái giai đoạn để cho nó khởi động chuẩn bị ấy, nó rất là lâu, mất thời gian luôn. Đây, mọi người nhìn thấy cây rất là đẹp. Đây là chưa rộ hoa hết nhá, chưa lở hết nhá. Đây là bây giờ mới chỉ là đang lở báo thôi này. Đây là mới nở báo nhá, còn đây này, mọi người nhìn nụ của nó còn rất là nhiều luôn. Nở báo thôi, còn nếu mà ngày vào ngày rộ hoa thì trên cây các bác sẽ không nhìn thấy màu của lá đâu, mà chỉ nhìn thấy màu của hoa thôi, màu tím. Màu tím của nó là màu tím hoa cà nhá mọi người nhá. Màu tím hoa cà, và để em ngửi xem nó có mùi thơm nào. Đấy, hoa nó cũng thơm nhẹ nhàng nhá mọi người nhá, hoa thơm nhẹ nhàng. Thơm ít thôi, cái cây này thì nó thơm ít.
Bác nào quan tâm cây này thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Em nhận tặng mọi người sẽ là vanh 12, cao cây 1m8 chưa tính bầu. Vanh gốc vanh 12 và cao cây 1m8 chưa tính bầu ạ. Ai quan tâm cây này thì nhắn tin vào Zalo số điện thoại em là 0911451210. Giá cực kỳ bình dân. Giá của nó quá là bình dân luôn. Cao cây 1m8 và ngang tán của nó sẽ rơi vào khoảng một m2 cho đến 1m4 tùy từng cây. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Đây là cây tuyết sơn phi hồng. Hôm vừa rồi các bạn cứ bảo là chị ơi em tưởng cây này cây tuyết sơn phi hồ. Thực ra thì tên nó gần giống na ná cây tuyết sơn phi hồ, nên là nhiều bạn nhiều vườn ấy, người ta nghe từ hồng xong người ta cứ nghĩ là nó là hồ, xong về đăng bán trên mạng ấy là tuyết sơn phi hồ. Nên khi tiếp thực tuyết sơn phi hồ nó không phải tên của cái này tuyết sơn phi hồng ấy. Cái tên chính xác tuyết sơn phi hồ chỉ là dân mình gọi lái ấy thôi. Tuyết sơn phi hồ là thành nhầm sang tiểu thuyết tuyết sơn phi hồ của Kim Dung bên Trung Quốc. Cây này thì nó không phải nguồn gốc bên Trung Quốc mà nó nguồn gốc của nó bên Mexico đấy mọi người nhá. Cây rất là đẹp luôn. Đây ạ, em quay cho mọi người một cây. Hôm nay trời mưa đấy, nó còn táp hết, nó bị mưa là nó còn quật vào cánh hoa, là nó nát cánh hoa cơ. Đây ạ. Hoa nó nếu mà để đơn bông nhá, nếu mà để ngắt một bông ra, ngắt một bông riêng nẻ ra thì nó rất là đơn giản nhẹ nhàng này thôi. Nếu mà để ngắt một bông hoa là nhìn thì mọi người đã không có cái ấn tượng gì nhiều. Thực sự đấy, nếu mà ngắt một bông ra, nhưng mà để mà tạo thành một chùm, một hiệu ứng như này, nó mọc thành chùm như thế này. Đấy, nó sẽ tạo nên cái hiệu ứng rất là đẹp. Và cây này là cây để tạo hiệu ứng nhá. Hiệu ứng của nó khi mà nó nở rộ ấy. Khi nó nở rộ, mọi người cứ tưởng tượng là cây này các bạn sẽ không nhìn thấy lá, không nhìn thấy lá luôn. Và ngày nở rộ nó, đây là chưa phải nở rộ đâu. Và ngày nở rộ các bác sẽ nhìn đến cây mấy nữa nó nở rộ, nhưng khoảng 2 đến 3 nữa nó nở rộ. Thì trên cây các bác sẽ không nhìn thấy màu xanh của lá mà chỉ nhìn thấy màu tím của hoa thôi. Thì nó nhìn rất là đẹp mắt và bắt mắt. Ai quan tâm cây này thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 cho em nhá. 0911451210. Em tắt video rồi, em đi về ăn cố đây. Không, các bạn đợi rồi.